17. Tiết xá Bút Đá Hoàng Xá, lịch sử Đức Phật Tiết Xá. Khi đại kiếp mà Đức Phật Siddhartha xuất hiện kế theo là không kiếp, kiếp không có chư Phật xuất hiện. Khi không kiếp ấy đã trôi qua và cách đây 92 đại kiếp, có hai vị Phật, Đức Phật Tiết Xá và Đức Phật Phú Xá xuất hiện, đó là Mạnh Đá Cấp Bá. Lịch sử của Đức Phật Tiết Xá diễn ra như sau. Cách đây 92 đại kiếp, thọ mạng của loài người giảm từ A Tăng Kỳ tuổi xuống còn 100 tuổi. Khi Bồ Tát Tiết Xá tái sanh vào cung trời Đâu Xuất Đà sau khi đã thực hành viên mãn các pháp Ba La Mật, nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và phạm thiên để thành Phật, ngài xuống cõi nhân loại và thọ sanh vào lòng của bà Padma, chánh hậu của vua Janasandha ở kinh đô Khe Má Cá. 10 tháng trôi qua, Bồ Tát đản sanh ở khu vườn Anuma. Vào ngày đặt tên, các nhà tướng số thông thái và quyến thuộc đặt tên cho ngài là Tiết Xá. Có hai loại tên, Anuttha và Ruli. Tên được đặt dựa vào một biến cố đặc biệt hay một ý nghĩa đặc biệt là Anuttha. Tên được đặt không dựa vào biến cố đặc biệt hoặc ý nghĩa đặc biệt mà được đặt cho thuận tiện thì được gọi là Ruli. Ở đây tên Tiết Xá được đặt cho Bồ Tát thuộc loại Ruli. Đời sống ở vương cung. Khi Bồ Tát đến tuổi trưởng thành, ngài sống trong ba cung điện Guhasela, Narisaya và Nisapa, được chăm sóc hầu hạ bởi 30.000 cung nữ, dẫn đầu là công chúa Supada, và sống cuộc đời đế vương giống như ở cõi chư thiên trong 7.000 năm. Sự xuất gia. Khi Bồ Tát trông thấy bốn điềm tướng và sau khi công chúa Supada đã hạ sanh một hàng nam đặt tên là Ananda, ngài bèn đi xuất gia, cưỡi trên tuấn mã Sunuttara và trở thành sa môn. 10 triệu người đã noi theo gương của ngài cũng xuất gia sa môn. Sự thành đạo. Cùng với 10 triệu vị sa môn này, Bồ Tát Tiết Xá thực hành khổ hạnh trong 8 tháng. Vào ngày rằm tháng 4, ngày thành đạo của ngài, ngài độ món cơm sữa do Quý Rà dân cúng, con gái của vị trưởng giả ở thị trấn Quý Rà, và trải qua suốt ngày trong rừng cây xá lá ở địa phương. Đến chiều, ngài một mình đi đến cây Đại Bồ Đề. Trên đường đi, ngài nhận 8 nấm cỏ do người giữ ruộng lúa tên là Vichi Sangamaka dân cúng. Khi Bồ Tát Tiết Xá vừa rải mớ cỏ xuống cội cây Bồ Đề, Asana thì vô địch bảo tọa cao 40 hát tay xuất hiện. Ngồi kiết già trên bảo tọa, ngài chứng đắc Phật quả giống như các chư Phật trong quá khứ. 3. Tán thời thuyết pháp của Đức Phật Tiết Xá. Sau khi thành đạo, Đức Phật Tiết Xá trú ở gần cây Bồ Đề trong 49 ngày, nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên để thuyết pháp tế độ chúng sanh. Ngài quán xem nên thuyết pháp tiếp độ ai trước và trông thấy hai vị thượng thủ thinh văn tương lai, hoàng tử Brahma Đều Quá và hoàng tử Adaya đang sống ở Yasawati. Hai người này cùng với tùy tùng đều có phước trong quá khứ dẫn đến đạo quả. Ngài vận dụng thần thông bay xuyên qua hư không và đáp xuống ở khu rừng Nai gần Yasawati. Rồi bảo người giữ vườn đi gọi hai vị hoàng tử. Khi hai vị hoàng tử cùng tùy tùng đến, theo thông lệ của chư Phật quá khứ, Đức Phật Tiết Xá thuyết bài kinh chuyển pháp luân đến nhân loại và chư thiên đã theo hai vị hoàng tử đến thính pháp. Đức Phật đã chuyển pháp đi khắp 10.000 thế giới bằng giọng nói như Đại Phạm Thiên, trong suốt, dịu dàng và vang xa. Khi ấy có 100.000 chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và phạm thiên chứng đắc đạo quả giải thoát. Đây là Đàm Bích Xá Má Giá lần thứ nhất. Một dịp khác, khi 10 triệu vị sa môn là những người cùng xuất gia với ngài, nghe tin ngài đã thuyết bài kinh chuyển pháp luân, bèn đi đến vườn Nai gần Yasawati. Đến nơi họ đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống ở quanh ngài. Khi Đức Phật thuyết pháp đến những vị sa môn này và những chúng sanh khác đến để tính pháp, có 900 triệu chúng sanh, dẫn đầu là 10 triệu vị này, tất cả đều chứng đắc đạo quả giải thoát. Đây là Đàm Mà Bích Xá Má Giá lần thứ hai. Lại một dịp khác, khi nhân loại và chư thiên tranh luận về những điều hạnh phúc dẫn đến sự hưng thịnh trong thế gian, nhưng không thể có câu trả lời thỏa đáng cho tất cả, họ nêu ra câu hỏi này đến Đức Phật. Ngài bèn thuyết đến họ bài kinh hạnh phúc. Cuối thời pháp có 600 triệu chư thiên và nhân loại chứng đắc đạo quả A-la-hán. Đây là Đàm Mà Bích Xá Má Giá lần thứ 3. Ba kỳ đại hội thánh tăng Sanipata. Có ba kỳ đại hội chư thánh tăng đệ tử của Đức Phật Tiết Xá. Kỳ đại hội thứ nhất diễn ra tại Quát Xá Quát Tỳ. Ở đó Đức Phật cùng với 100.000 vị A-la-hán
những vị đã xuất gia tỳ khưu lúc bắt đầu mùa an cư và chứng đắc đạo quả A-la-hán trong mùa an cư, đã làm lễ tự tứ Visuddhi Bhagavaratna vào ngày rằm tháng Asatruya. Đây là Sannipata lần thứ nhất. Một dịp khác khi Đức Phật đang đi trên đường du hành đã đến tại kinh đô Nariwahana, Thái tử Nariwahana, con trai của vua Sujata, ở tại kinh đô cùng với tùy tùng, đã tiếp đón Đức Phật rồi tổ chức vô sâm thí cúng dường vật thực đến Đức Phật và chúng tăng trong 7 ngày. Sau khi trao vương quốc cho con trai, vị ấy cùng tùy tùng xin Đức Phật truyền phép xuất gia. Đức Phật Tiết Xá gọi họ, hãy đến này các tỳ khưu, và tất cả họ đều trở thành những vị thiện lai tỳ khưu. Khi tin tức về sự xuất gia của vua Nariwahana được truyền đi, dân chúng từ khắp bốn phương đi đến và cũng theo gương vị ấy. Rồi giữa hội chúng tỳ khưu gồm 9 triệu vị, Đức Phật Thích Xá tụng Ovada Patimokkha. Đây là Sannipata lần thứ hai. Lại một dịp khác tại kinh đô Khemawati, giữa hội chúng quyến thuộc của Đức Phật, sau khi nghe Đức Phật Thích Xá kể về lịch sử của chư Phật, 8 triệu người đã trở thành thiện lai tỳ khưu trước sự chứng minh của Đức Phật và chứng đắc quả A-la-hán. Giữa hội chúng những vị tỳ khưu này, Đức Phật Thích Xá tụng Ovada Patimokkha. Đây là Sannipata lần thứ ba. Bồ Tát Gotama của chúng ta là ẩn sĩ Sujata và được Đức Phật Tiết Xá thọ ký. Lúc bấy giờ Bồ Tát của chúng ta là vua Sujata và ở kinh đô Yasawati. Kinh đô của vị ấy rất thịnh vượng, tài sản của vua trị giá nhiều chục triệu đồng tiền vàng và tùy tùng thì luôn luôn tình nguyện phục vụ vị ấy. Thế mà Đức vua đã buông bỏ không chút luyến ái, xem chúng như lầu sậy. Với tâm ghê sợ cái khổ của tái sanh, vân vân nên Đức Vua đã từ bỏ thế gian và trở thành ẩn sĩ. Ngay trước khi Đức Phật Tiết Xá xuất hiện và đạt được đại thần thông lực cùng danh tiếng. Nghe tin Đức Phật đã xuất hiện, toàn thân của vị ấy tràn ngập năm loại phỉ lạc với tâm đầy kính ngưỡng. Vị ấy đi đến Đức Phật và đảnh lễ Ngài, nghĩ rằng ta sẽ tôn vinh Đức Phật bằng những loại hoa như xá lá lá, parichataka và những loại hoa khác. Vị ấy vận dụng thần thông đi đến cõi chư thiên và đi vào vườn Chí Tá Lá Tá. Ở đó người ấy bỏ đầy cái giỏ lớn một gà vứt tá những loại hoa thiên và đem nó bay xuyên qua bầu trời, rồi đem cúng dường Đức Phật những loại hoa cực kỳ thơm ngát. Ngoài ra giữa hội chúng gồm 4 hạng người, Bồ Tát đứng che Đức Phật bằng cái lọng Bát Đuối Má, đó là cái lọng bằng những phấn hoa kết lại thơm ngát, cán lọng bằng hồng ngọc. Vị ấy đã tôn vinh Đức Phật như thế. Rồi Đức Phật Tiết Xá công bố lời tiên tri đến Bồ Tát, đạo sĩ Sujata. Sau 92 đại kiếp kể từ nay, đạo sĩ Sujata này sẽ trở thành một vị Phật danh hiệu là Gotama. Được nghe lời tiên tri của Đức Phật, Bồ Tát Sujata rất tin tưởng và vô cùng vui sướng, nguyện thực hành viên mãn các pháp Ba La Mật tinh tấn hơn. Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Tiết Xá. Nơi sanh của Đức Phật Tiết Xá là kinh đô Khemakka, phụ vương là Janasandha và mẫu hậu là hoàng hậu Bhadrumā. Ngài trị vì vương quốc trong 7.000 năm, ba cung điện của Ngài là Guhasela, Narisaya và Nisapa, chánh hậu là Subhadra, có 30.000 cung nữ hầu hạ, con trai là hoàng tử Ananda. Sau khi trông thấy 4 điềm tướng, Ngài đi xuất gia, cưỡi trên tuấn mã Sunuttara. Ngài thực hành khổ hạnh trong 8 tháng. Hai vị thượng thủ thanh văn là trưởng lão Brahmadeva và trưởng lão Udaya, thị giả là trưởng lão Samanga. Hai đại tệ nữ là trưởng lão Ni Phusa và trưởng lão Ni Sudatta, cây giác ngộ là cây Asanda. Hai cận sự nam bậc thánh là hai vị trưởng giả Sambala và Sirima. Hai cận sự nữ bậc thánh là Kisa Gotami và Ubasena. Đức Phật Tiết Xá cao 10 hắc tay, Ngài xuất hiện trước mọi người như ngọn núi ở dãy Hy Mã Lạp Sơn. Đức Phật Tiết Xá bậc có thần thông lực vô song, có thọ mạng không quá ngắn cũng không quá dài. Đức Phật Tiết Xá bậc có ngũ nhãn, sống trong thế gian thọ 100.000 tuổi. Kinh Cảm Quán. Đức Phật Tiết Xá bậc đã xua tan bóng tối của vô minh, sau khi thành đạt danh tiếng lớn vượt rồi danh tiếng của những bậc cao nhân, đã viên tịch Đại Niết Bàn. Cùng với chúng thanh văn đệ tử A-la-hán của Ngài, như khối lửa lớn đã tắt liệm sau khi đã cháy sáng rực rỡ. Bảo Tháp. Như vậy Đức Phật Tiết Xá, bậc chiến thắng ngũ ma đã viên tịch Đại Niết Bàn ở vườn Nành Đá gần thành phố Sunandawati. Tại khu vườn này, một bảo tháp cao 3 giờ tuần được xây dựng để tôn thờ xá lợi của Đức Phật Tiết Xá.
kết thúc lịch sử Đức Phật Tích Xá Bút Đắc Hoàm Xá.